chưa ra đây mình chơi mới được. Và lâu đài này đây là một cái biệt thự. Đây mình sẽ đu lên trên này. Rồi đây là một chiếc biệt thự đóng cửa lại. Rồi. À còn đây là một chú mèo Kitty. Rất là dễ thương. Công chúa Thiên Thần mình sẽ ăn ra đây. Còn đây là một chút một cái điểm lòng hình chúng ta chiếc màu hồng. Còn đây là một con nó đen non. Đây sẽ được đây. Nhờ nó đen non. À đúng rồi, mình có hai cái mặt nạ. Mình có nhau một cái vào cho nó nhanh trắng mới được. Con chỉ con nói con cũng không mà không đi học này.
ăn đồng đồng mẹ đi đi. Mình mệt quá, mình bán mãi mới hết chỗ rau này đấy. Thôi bây giờ mình phải về nhà xin con trai của mình thế nào rồi. Em gái mình đang cần búp bê, nó thích
trắng và búp bê vàng, mình phải lấy hai con này về cho em mình mới được. Chắc em gái mình siêu thích hai con búp bê là lắm đây. Ô, anh là ai thế? Nhìn anh cầm hai con búp bê kia, cô nhìn kia kia. À đúng rồi, mình làm lấy đi trộm búp bê của chị mà. Cảm ơn em rất nhiều. Khi mình vui lắm, mình vui quá. Hai con búp bê của mình cuối cùng.